Xin chào tất cả các bạn nha. Ở video phần 1 giới thiệu về các kỹ năng mềm khi thực chiến với côn khúc. Ở video phần 2 này, tôi xin phép trực tiếp đi vào phần hướng dẫn một số kỹ thuật để chúng ta thực chiến trong côn khúc, và tôi sẽ nhờ một người hỗ trợ. Các bạn chú ý quan sát từng đòn một nhé. Và trước khi mà vào bắt đầu á, thì cũng chia sẻ với các bạn thế này này. Khi chúng ta thực chiến thì chúng ta dựa vào ba yếu tố thôi: di chuyển linh hoạt, giữ khoảng cách hợp lý và ra đòn nhanh mạnh chính xác. Chúng ta bớt những cái thao tác rườm rà múa máy này nọ đi, nhưng trong một số trường hợp chúng ta vẫn cần phải múa. Tức là mục đích của chúng ta là để tự vệ. Có thể trong một số trường hợp, khi ở một cái khoảng cách phù hợp hoặc là đông người mà chúng ta chưa thật sự thực chiến ở trong vùng an toàn, chúng ta có thể múa máy một chút để làm giảm tinh thần của đối phương. Khi đối phương nhìn thấy chúng ta là người có năng lực thì họ sẽ bị cái cách mà chúng ta múa để nó thị uy cái tinh thần, cho nên là đối phương cũng sẽ cảm thấy nhát đòn hơn và sẽ e dè khi muốn tấn công chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu. Trong mọi đòn đánh thì chúng ta chú ý bao giờ cũng phải vừa né đòn vừa đánh, chứ không phải là hai người lao vào nhau như hai con trâu húc nhau nha. Tại vì không phải lúc nào chúng ta ra đòn và đỡ đòn cũng chính xác. Bởi vậy né đòn là cái biện pháp đầu tiên để chúng ta an toàn, rồi sau đó mới tấn công. Đòn thứ nhất, khi đối phương và chúng ta cùng lao vào tấn công, đối phương sẽ đập ngang phần phía trên của chúng ta. Rồi bắt đầu. Thì các bạn chú ý lách sang một bên. Rồi cái tay thủ pháp thì các bạn tập này, đập vào cổ tay rồi hất lên như vậy, rồi quật trả lại rồi rút ra để giữ khoảng cách an toàn. Rồi chúng ta làm lại. Rồi đó, tôi làm chậm lại, đứng theo hướng này đi. Rồi ok, để cho mọi người dễ quan sát. Bắt đầu. 1, lách xa. 2, quật vào tay đối phương để đối phương nhả binh khí ra. 2, quật xuống này, rồi xả ra luôn. Rồi bắt đầu quật ngược lại, rồi lùi ra giữ khoảng cách an toàn. Ok, đòn thứ nhất. Còn trong trường hợp chúng ta phản xạ không nhanh thì chúng ta sẽ đánh 1-2 đòn sau. 1 là chúng ta đánh thẳng vào cái tay cầm binh khí của đối phương này, chúng ta quạt xuống. 2 là chúng ta lách sang và ngay lập tức chúng ta đánh vào đầu đối phương. Rồi ok, như vậy là đối phương sẽ bị hạ lúc nào ngay lập tức, hoặc là bị khống chế cái tay sử dụng công cụ ấy, không thể cầm vũ khí được nữa, chúng ta an toàn. Đó là đòn thứ nhất. Đòn thứ hai thì chúng ta sẽ tấn công vào chân của đối phương. Rồi chuẩn bị. Rồi, vô. Chúng ta áp sát xuống, quỳ một gối xuống. Cái tay này đỡ cái tay đánh của đối phương. Rồi, còn lại đập vào chân của đối phương. Rồi chúng ta vừa đứng lên, đối phương cũng sẽ lùi lại. Lùi lại thì chúng ta xả côn ra như vậy. Rồi chúng ta làm lại. Đó là đòn thứ hai, và chúng ta không có né sang bên mà chúng ta cúi xuống để né đòn, rồi tấn công trực tiếp vào chân, rồi hất lên để lùi ra. Rồi đòn thứ ba thì chúng ta sẽ lách sang bên trái. Rồi ok, các bạn chú ý đây, hồi lấy này chúng ta lách sang bên phải,
Bây giờ chúng ta lách sang bên trái. Thì khi lách sang bên phải á, thì chúng ta quật từ trên, quật xuống vào tay cầm của đối phương. Rồi bước chân lên, xả. Rồi chúng ta làm lại. Vô. Đó. Làm lại. Vô. Đó. Đó là đòn thứ ba. Tôi đánh chậm lại theo nhịp để các bạn chú ý. Vô. Một. Lách sang bên trái. Hai. Quật từ trên quật xuống. Ba. Bước chân này lên này. Chân phải lên. Rồi. Xả mạnh vào đầu của đối phương. Rồi. Xả này thì chúng ta rút lại để lấy khoảng cách an toàn. Rồi. Ok. Đó là ba đòn. Và đòn thứ tư. Chúng ta kết hợp với đòn đá. Rồi. Đối phương lao vào đánh. Chúng ta cũng lao vào. Một. Rồi. Hai. Rồi chúng ta xả ra rồi, rút về. Rồi chú ý lại. Vô. Một, hai. Rồi ok. Rồi đánh thứ tư. Ngoài việc là chúng ta đánh ở phía trên, thì chúng ta cũng sẽ tấn công trực tiếp vào phía bên dưới. Dưới chân giống như cái đòn thứ hai ấy. Rồi, la vào. Rồi chúng ta bắt xuống dưới chân của đối phương ha. Quạt chân, rồi, cắt lên. Rồi làm lại. Rồi vô. Một. Rồi. Hai. Ok. Rồi đòn thứ năm. Cũng kết hợp với đòn đá. Nhưng mà chúng ta sẽ tấn công trực diện. Rồi la vào. Một. Đúng không? Các bạn này. Lách ra để quạt này. Rồi thấy cái chân trái của chúng ta này. Đá. Ngay vào lách của đối phương. Rồi làm lại. Rồi, la vào. Đó, các bạn chú ý là chúng ta sẽ có 5 đòn tấn công. À, quên, 5 đòn là chúng ta vừa là đối kháng. Rồi, cho các bạn chú ý nè, từng đòn một. Một. La vào. Quật. Xả, rồi, rút ra. Hai. La vào. Thủ, rồi. Quật dưới chân. Rồi. Xả lên, rồi rút ra. Rồi tiếp, 3. Rồi, lách sang. Quạt xuống, bước lên. Xả. 4. Rồi, quạt thẳng. 1 là quạt vào tay. 2 là quạt vào đầu. Còn 3 nữa thì chúng ta rồi la vào. Rồi, chúng ta quạt trực tiếp ở phía dưới chân của đối phương. Rồi, đứng lên, thấp, rồi. Ok. Rồi, đòn thứ là 5 là chúng ta kết hợp với đòn đá. Rồi ok, vào. Đập rồi. Đá. Rồi xả ra. Đòn thứ 6. Chúng ta đá trực diện. Rồi. Quật vào tay hoặc quật vào đầu. Xả ra rồi. Đá. Rồi quật tiếp. Rồi. Đó, là chúng ta có 6 đòn. Như vậy, đó là những đòn mà chúng ta sử dụng bộ pháp lách sang một bên và chúng ta sử dụng kỹ thuật quật xả. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu kết hợp cái kỹ thuật thủ pháp để chúng ta chủ động tấn công đối với đối phương ha. Thì ở đây, trong cái video lần trước, hướng dẫn về thủ pháp có chỉ các bạn về cái khả năng truyền côn ha. Rồi, xả ra, rồi, quật, rồi, đánh quật, đánh lừa ha. Rồi kết hợp với chân. À, chúng ta sẽ kết hợp những cái đòn này. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái kỹ thuật chủ động đánh tấn công và đánh lừa thị giác của đối phương bằng thủ pháp. Ví dụ, bây giờ chúng ta sẽ chủ động tấn công đối phương. Ví dụ, chúng ta quật nhưng mà chỉ nhá thôi chứ không có chủ định là sẽ đánh trúng đối phương. Tại vì đối phương cũng đâu phải bao cát đâu. Đối phương cũng biết lé, biết lùi lại và biết tấn công đúng không? Rồi lại xả ra. Nhưng vẫn không có chủ động đánh trúng. Rồi sau đó chúng ta lùi lại. Tiến này. Để cho đối phương thấy rằng chúng ta tạo cái điểm sơ hở. Rồi bây giờ chúng ta đối phương lùi lại tiếp. Đối phương tiến lên. Thì lúc này chúng ta mới xả ra và chúng ta quật. Thì các bạn chú ý này. Một.
quật, 2 xả, rồi 3 hất lên để truyền côn, rồi đoạn thứ 4 rồi mới lại đánh. Đó là đoạn thứ nhất kết hợp ha. Thì chúng ta để ý này. Rồi. Đó, các bạn chú ý. Rồi, đoạn thứ hai cũng tương tự như vậy ha. Chúng ta bước lên quật cho đối phương lùi lại, nhưng mà chúng ta cũng chỉ đánh nhá cho đối phương hoa mắt thôi. Rồi bắt đầu rút cái tay về, rồi đưa lên, rồi bước lên, rồi mới quật. Chúng ta thực hiện như vậy để đối phương không biết là chúng ta sẽ đánh khi nào và đánh tay nào, để đối phương mất khả năng phán đoán, sẽ không đỡ được đòn của chúng ta. Thực hiện lại đòn số 2 này, các bạn chú ý này. 1 rút lại, 2 bước lên, rồi quật ra. Ok chưa? Rồi chúng ta chú ý này, đánh nhanh này. 1 này, 2 rồi, rồi bước lên mới đánh. Chú ý. 1 rồi xả, rút về, rồi đưa lên, rồi đánh. Đó, chúng ta chú ý. Rồi chúng ta thực hiện cái đòn này bằng cách là sao? Là 1, 2, xả ra, lướt lên thôi nha. Rồi 3, truyền côn, rồi xả ra, đổi chân. Rồi ở đây chúng ta mới đổi côn và chúng ta đánh rồi quật liên tiếp. Rồi các bạn chú ý đòn này nha, con đuôi này. 1, 2, 3, 4, rồi 5, rồi 6. Rồi các bạn chú ý, rồi bắt đầu đây. Lui lại, rồi xả ra, rồi hất lên, lui lại. Hất lên ở đây là chúng ta truyền côn, rồi xả ra, rồi đánh, rồi lui lại. Rồi tiến đây. 1, 2, rồi truyền côn, rồi xả ra, rồi lúc này chúng ta lại truyền côn đánh, rồi quật. Con phải lùi hai bước chạm lại. Chúng ta chuẩn bị. 1, rồi 2, rồi truyền côn, rồi xả ra, rồi đánh. Đó, nhớ là khi chúng ta tấn công á, là ngay lập tức chúng ta lùi lại. Còn tùy theo hoàn cảnh thực tế, có thể là đối phương bị mất khả năng phòng vệ rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ tấn công liên tiếp ha. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với việc đối kháng là chúng ta tấn công và đối phương cũng tấn công đồng thời. Cái này các bạn sẽ xem lại về cái video bộ pháp, thì các bạn sẽ thấy cái bộ pháp hình tam giác. Rồi nó sẽ kết hợp sử dụng trong cái trường hợp khi chúng ta tiến lên tấn công thì đối phương cũng né. Rồi các bạn chú ý, khi chúng ta lướt lên tấn công đối phương cũng sẽ né. Rồi một, các bạn thấy không, đối phương cũng sẽ lé sang và cái bộ di chuyển hình tam giác của chúng ta bắt đầu có giá trị. Chúng ta lướt sang, rồi chúng ta tấn công trở lại, rồi rút ra sau lại có cái khoảng cách an toàn. Chúng ta làm lại ở trong cái đòn này thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp là chúng ta tấn công và đối phương cũng tấn công nhưng lại sàng bộ lé sang một bên. Thì cái này ở trong video hướng dẫn về bộ pháp thì các bạn chú ý cái bộ pháp hình tam giác này. 1 này, 2 này, rồi 3 ha. Các bạn sẽ ứng dụng vào thực tế. Ví dụ là chúng ta tấn công vào đối phương cũng tấn công vào đối phương né. Rồi bắt đầu, rồi không, chúng ta lao lên tấn công thì đối phương sẽ né. Khi đối phương né như vậy thì chúng ta bước chân sang như thế này để chúng ta áp sát ha. Chúng ta đánh vào đối phương, rồi sau đó là cái chân trái của chúng ta rút ra sau thành cái hình tam giác, rút lại để giữ cái khoảng cách và chúng ta sẽ định hướng tấn công cái đòn tiếp theo. Ở lại. Ok, bắt đầu. Đó. Đó là cái ứng dụng với cái kỹ năng là sử dụng bộ pháp cái đòn tam giác. Còn bây giờ trong trường hợp là chúng ta tấn công và đối phương sẽ lui lại. Còn đây là chúng ta sẽ ứng dụng cái bộ pháp cái đường zigzag đó, thì các bạn chú ý ha.
khi chúng ta tấn công, đối phương sẽ lùi lại và vừa lùi vừa lé. Một, chúng ta lách sang bên trái để quật thì đối phương lách sang bên phải, rồi chúng ta lại lách sang bên phải, đối phương lại lách về bên trái và chúng ta lại quật. Và khi bị đối phương tấn công trở lại thì chúng ta lùi lại. Đó. Thì các bạn biết giờ sử dụng lý do tại sao mà chúng ta cần có những cái bộ pháp như vậy. Còn bộ pháp mà để di chuyển vòng tròn. À, ví dụ quật như này. Ví dụ này. Quật xả rồi. Quật xả rồi. Cứ quật xả rồi. Quật xả. Quật xả. Thì đây là đối phương cũng né ở trong không gian hẹp. Họ cũng sẽ di chuyển theo chúng ta. Thì chúng ta cũng phải xoay vòng tròn để chúng ta áp sát đối phương. Rồi chúng ta chú ý cái đòn mà chúng ta ứng dụng trong cái bộ pháp di chuyển vòng tròn xung quanh đối phương. Tức là chúng ta tấn công đối phương lé và chúng ta sẽ di chuyển để áp sát và chúng ta bắt đầu. Chúng ta tấn công rồi. Khi mà chúng ta tấn công đối phương sẽ di chuyển để lé. Rồi thì chúng ta cũng quật rồi xả rồi đối phương lại lé rồi xả rồi quật rồi xả rồi quật. Đó, cứ như vậy chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta áp sát đối phương ha. Thì đó là một số cái kỹ năng về thực chiến đối với côn nhị khúc nha. Còn bây giờ là kỹ năng mà chúng ta kết hợp bộ pháp trong vấn đề thực chiến. Còn bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với cái đòn đá để chúng ta chủ động tấn công. Thì cũng giống như tương tự như khi chúng ta tấn công và chúng ta ra đòn bằng chân, bằng cách là chúng ta đánh ra đòn ảo giác vậy đó. Thì ở đây các bạn chú ý này, khi chúng ta mỗi một lần đánh ra như vậy là mất một nhịp. Và khi chúng ta ra một đòn là tầm quan sát của đối phương sẽ chú ý và lé và đỡ. Chính vì vậy ở đây chúng ta sẽ kết hợp với chân để cho đối phương không phán đoán được đòn đánh của chúng ta. Ví dụ chúng ta quật như thế này thì đối phương đỡ thì chúng ta sẽ kết hợp rồi đạt ra. Như vậy thì mục đích của chúng ta tấn công đối phương nhưng không phải bằng côn, mà cái côn của chúng ta là chỉ để làm rối tầm quan sát của đối phương mà thôi. Bởi vậy trong khi chúng ta tập những cái bài biểu diễn những cái đòn cơ bản, có cái đòn đá chân như thế này là chúng ta kết hợp rồi đá. Nếu đối phương đỡ được chân thì chúng ta lại xả ra nữa, đó là chân phải. Và tương tự như vậy đối với chân trái cũng thế, chúng ta có thể ra đòn chân trước nhưng mục đích là các bạn phải biết được rằng là các bạn muốn đánh côn hay muốn đạp chân. Cái đòn đầu tiên bao giờ cũng là đòn giả, đòn để đối phương lùi lại. Thì chúng ta ra đòn, tức là nó sẽ mất đi cái khả năng phán đoán. Giống như chúng ta học đỡ dao vậy đó, nếu như chúng ta đâm một đòn đối phương có thể đỡ được, nhưng mà khi chúng ta đâm liên tiếp á thì đối phương không đỡ được đòn thứ hai và đòn thứ ba. Chính vì vậy chúng ta ra đòn giả để đối phương lé và đỡ, nhưng chúng ta lại đánh ở đòn thứ hai. Như vậy thì đối phương sẽ không đỡ được, khả năng chúng ta đánh trúng mục tiêu nó ok hơn, tốt hơn. Đó là những cái kỹ năng mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Thì nó có rất nhiều cái cách để chúng ta ứng dụng khác nhau, nhưng nó sẽ tùy thuộc vào cái kỹ năng của từng người và tùy theo đối phương và tùy theo hoàn cảnh thực tế. Nhưng đây là những cái cơ bản nhất để tất cả các bạn có thể ứng dụng vào trong thực tế và các bạn có thể sử dụng để tự vệ, bảo vệ bản thân và người thân của mình. Thì đây là một trong số những cái cách cơ bản về côn nhị khúc thực chiến. Còn những cái nâng cao hơn nữa thì có lẽ là các bạn sẽ cần phải tập nhiều, rồi từ từ cái khả năng tư duy logic và cái khả năng phán đoán của các bạn thì nó sẽ giúp các bạn hiểu được và các bạn có thể tự khai sáng và các bạn tập được. Và ở video lần sau thì chúng ta sẽ tập về cái côn nhị khúc cận chiến. Tất cả những gì nãy giờ chúng ta tập là đều ở một cái khoảng cách tầm xa. Nhưng nếu giả sử trong trường hợp chúng ta bị áp sát hoặc đối phương dùng gậy để chấn mất côn, hoặc là dùng cái áo để chấn mất côn, hoặc chúng ta bị đối phương khống chế áp sát từ phía sau, thì cái côn của chúng ta làm thế nào để phát huy giá trị chúng ta tấn công được đối phương. Thì ở cái này thì tôi sẽ phân tích thành một cái video riêng, đó là côn nhị khúc cận chiến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.